đoàn do Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Hà Phước Thắng dẫn đầu đã đến thăm hỏi động viên ông Nguyễn Đình Tường, sinh năm 1945, thương binh 2/4, đến thăm ông Vũ Văn Vận, cha của liệt sĩ Vũ Hoàng Phúc, thăm ông Lương Hiền Lành, có con là liệt sĩ đã hy sinh tại mặt trận Campuchia, thăm hỏi sức khỏe, động viên và trao quà cho bà Nguyễn Thị Phú, có con là liệt sĩ đã hy sinh tại Campuchia. Thay mặt đoàn, đồng chí Hà Phước Thắng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh của các gia đình thương binh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục thường xuyên quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách ngày càng tốt hơn.